tay thôi, không có mèo sợ. Đấy, thế đấy. Bảo cái lên nhà hôm nay nó bắt đầu đấy. Con vào xem bà luộc bánh chưng đi, vào ngồi gần xem bà luộc bánh chưng để mẹ quay. Con vào gần con xem bà luộc bánh chưng đi. Legato được ghi xong u. U xong legato được ghi con. Bánh chưng đâu? Bánh chưng đâu? Bánh chưng đâu? Bánh chưng đâu con? Vào gần chỉ cho mẹ, vào gần chỉ cho mẹ, vào gần. Vào gần con chỉ. Cái bánh lúc nãy con đưa bà đó. Đấy con đưa bà đâu? Con đưa bánh chưng cho bà đâu? Quần từng cái con đưa. Bánh chưng ở đấy á? Đấy là bánh chưng á? Vui không? Nam này vui quá gì nha. Thấy anh ấy nó khoe với con là nó đang luộc bánh chưng với bà phát là phải. Anh sợ cổi này. Thế ba nó bảo nó đang luộc bánh trứng với bà phải nhảy xuống ngay làm cái vụ này về để cho nó nhớ là nó ngồi bên cạnh bà đi luộc bánh trứng. Nãy là nó xếp bánh trứng cho bà mà không mẹ không có nhà. À nãy con giúp bà xếp bánh trứng à? Xếp bánh trứng vào nồi à? Tại vì con làm đau, con để cái boát mạnh tay quá nó đau. Thế con giúp bà luộc bánh chưng à? Gì hả con? Ôi giời, con ấy cái đấy chỉ cho mèo chứ con ngồi vào đấy làm sao vừa. Papa regarde, venant est trop grand. Venons faire dans le bateau. Venons faire le bateau. Hein? Ouh là là. Mà lấy mất chỗ của mèo rồi. Ah, ça c'est la rame et les mains. Oh là là là. Cháu làm thuyền, cho nên tay cho bới. Ê, con này bẩn tay kìa, ôi dồi ôi, cái tay kia bẩn. Ôi trời ơi. Mà gì nè. Tại con đi nhanh quá, đi chậm thôi thì nó mới nghiêng. Đi chậm thôi, nhẹ thôi. Cái gì hả con? À, ça c'est pour Lily. À, ok. Chưa. À, con bảo anh nâu mà. Tại anh khoe với con thằng này nó đang giúp bà nộp bánh chưng nên con bảo anh là anh nâu bàn đi để em chạy xuống em quay. Anh ấy thì anh ấy được bán được cái gì rồi. Hay là tặng ga nó biết ga.